Xin mến chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh BBH Audio nha. Những ngày cuối cùng của năm 2018 âm lịch thì sắp qua rồi. Thì hôm nay thì mình gọi là mình lấy nó còn sót lại được được vài chiếc cuối cùng thôi, là cái chiếc nâng tiếng TD Acoustic, mã nó là CB600. Thì hôm nay thì cũng quay clip vội, cũng nói thật với các bạn là hôm nay thì rất là bận, rồi nhà cửa thì nó cũng bừa bộn, khách thì qua xem hàng lấy hàng liên tục, chào chỗ mà để mình đang đứng ở ngoài đường. Thì quay lên đây cho các bạn biết là cái hàng này thì mình hôm nay thì mình nhập về còn sót có 5 con cuối cùng thôi, tức là đây là cái lô cuối cùng của năm nay rồi. Mình muốn lấy nhiều để cho các bạn tha hồ mua nhưng mà không còn để mà lấy nữa, nó hết hàng rồi. Thì hôm nay đưa clip lên đây để cho các bạn xem. Rồi nói chung là tín đồ của cái dòng TD Acoustic này thì có nhu cầu thì liên hệ với mình, thì nhanh thì còn kịp chứ còn không thì cũng không thể nào mà còn cho các bạn lựa chọn được nữa. Cái này là hàng chính hãng luôn các bạn nhé. Các bạn nào mà theo dõi clip của mình rồi thì chắc chắn là đã biết con này thì rất là chất, nó hay hơn cái con Idol 100 nhiều. Nhưng mà mạch này nó chất hơn nhiều nhé, tất cả nhìn trông nó cũng khôn hơn nữa. Hàng chính hãng TD Acoustic các bạn nhé. Cái này thì nó có văn phòng đại diện tại Việt Nam nên là về cái vấn đề bảo hành bảo toàn sau này thì rất là tiện cho các bạn. Đấy, phiếu bảo hành thì nó để ở trong cơ sở. Phiếu bảo hành chính hãng của TD Acoustic. Cái này thì hôm nay thì mình cũng không quay clip test được các bạn ạ, tại vì không có không gian, không có bày được cái đồ loa máy ra để test cho các bạn, nên là chỉ quay lên đây cho các bạn biết. Hoặc là các bạn nào mà đợt trước đặt hàng của mình mà mình báo hết ấy thì có theo dõi clip thì gọi lại cho mình thì là mình sẽ gửi hàng cho các bạn thôi. Chứ hôm nay thì không có thời gian, không có không gian để mà test được. Đây nó có hai cái dàn đèn nháy báo tín hiệu đầu vào này nhá, rất là nhìn trông nó khôn, nó đẹp này. Cái núm này các bạn nhìn cái núm của nó này, núm nó làm đẹp hơn mấy cái thằng Idol cái rất là nhiều. Đây là cái sơ đồ mạch của nó bên trong. Và đây là mặt sau này. Mặt sau thì toàn bộ rắc của nó thì nó mạ vàng non các bạn nhé. Đây cái này, ổ rắc này nó mạ vàng non. Hôm trước thì mình đưa clip lên thì có bạn nào bảo với mình là nó mạ đồng các thứ thì xin thưa với các bạn là cái này thì nhà sản xuất người ta báo vậy nhé. Còn bạn nào bảo nó mạ đồng thì xem lại nhé. Đồng thì nó không thể nào mà nó làm được cái màu nó sáng như này đâu. Còn nhà sản xuất người ta báo mình như vậy thì mình cũng báo với các bạn như vậy luôn cho các bạn biết. Đấy, nó mạ này, nhìn rất là đẹp. Đây là đường giao loa trầm này. Có cổng Canon hoặc là cái cổng hoa sen. Đây in này, hai đường vào hoa sen này, hai đường ra hoa sen, hoặc là hai đường vào Canon này, ra Canon. Đấy, kênh 1, kênh 2. Rất là đẹp. Cái này hàng chính hãng, bảo hành 1 năm các bạn. Bảo hành 1 năm nhá. Thì ở đến cái thời điểm này thì không thể nào mà gửi hàng qua đường bưu điện được nữa rồi, nên là bạn nào có nhu cầu mua hàng thì mình gửi qua đường xe khách thôi, chứ không thể nào gửi bưu điện được nữa. Nên là các bạn mà ở các cái khu vực các tỉnh miền Trung hoặc là miền Nam thì tầm này chịu chết rồi, không thể nào gửi hàng được, mình chỉ gửi được cho các bác ở khu vực miền Bắc hoặc là phía Bắc miền Trung thôi. Thì gửi xe khách thì mình còn gửi được các bạn nhé. Rồi, có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ với mình nha, tại vì còn ít, cũng không có số lượng để mà lấy nữa rồi, bây giờ nó hết hàng rồi. Bên nhà phân phối, văn phòng đại diện nó tại Việt Nam nó còn báo mình hết hàng, không còn hàng để mà lấy nữa. Nên gọi là anh em chia nhau cái lô cuối cùng thì mình nhặt được 5 con về cho các bạn nào yêu thích thì liên hệ với mình để mua thôi. Rồi ok, xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Xin chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Có vấn đề gì thì cứ alo trực tiếp cho mình để đặt hàng trực tiếp, hoặc là cần tư vấn thì cứ alo mình nha.